Mọi người ngóng ở đây, hôm nay là mình quay video của mình, thì hôm nay là con trà xanh của anh Chiến ấy, con bồ của anh Chiến ấy, thì có gọi điện cho mình là bảo là mình đi ra đây, thì mình cũng nó bảo là mình đi một mình thôi, nên là mình đi một mình ra đây cũng không bảo các anh cái gì cả. Nó bảo ra đây gặp nhau nói chuyện cái gì đấy, thì mình cũng bực, cũng muốn gặp nó, thì tự nhiên nay nó gọi điện cho mình thì mình đi ra thôi. Hôm qua nó lừa, kiểu lừa định lừa lấy cả xe anh Chiến, may là mình còn đi theo dõi đấy, nên là mình lấy được lại chiếc xe về, nên là giấy tờ mình đã cất rồi, nên là xe mình bây giờ mình cũng có thể lái được, cũng có thể sở hữu được, có mà là không đi xa thôi, vẫn đi quanh quanh thành phố này được. Nên là hôm nay nó gọi mình ra thì mình cũng đánh xe ra đây để nói chuyện với nó xem nó cũng bảo gì với mình, thì bây giờ nó vẫn chưa đến đâu, thì nó chắc là bây giờ lát nữa mình sẽ ra ngoài mình gọi điện cho nó xem là nó đến đâu rồi. Còn mình cũng đến đây một lúc rồi, thì tí nữa mình sẽ quay, thì chắc là mình quay đến đây thôi, tí nữa về mình sẽ kể lại chuyện cho mọi người như thế nào nhá. Bây giờ mình ở đây đợi nó một chút, xong rồi lát về mình sẽ kể lại mọi chuyện hôm nay gặp nó như thế nào cho mọi người xem nhá. Thì các bạn hôm nay mình lên phòng ấy không thấy Thảo đâu, mà ra đây không thấy xe ô tô đâu, nó không biết nó đi đâu rồi. Bây giờ hai anh em mình bây giờ lo quá, bây giờ không biết là đang đi đâu rồi. Bây giờ thực sự thì Thảo bây giờ đang bầu đấy các bạn, nên là bây giờ ở nhà không thấy có mặt ở nhà, bây giờ mình phải đi tìm anh Khoan đây. Biết là đi đâu nữa để anh em mình đi tìm xem thế nào. Xe hôm qua vừa lấy về đây mà có thể thả đến đâu nữa. Mình đi ngay tìm thôi, chẳng có đâu. Điện xem thế nào. Ấy mày gọi thổi hỏi Thảo xem đây. Mày thử gọi xem. Lo quá anh ạ, nếu mà nó đi đâu rồi, đang ở đâu rồi. Đây gọi số nó. Gọi còn biết đường nó ở đâu mà đi. Nãy gọi không tính em mấy thế. Nó không biết ở nhà, không ở nhà đi đâu. Nhà không nó đấy, cái cậu anh không bảo bọn trẻ con nó ở nhà nó trông. Alo Thảo ạ, em đang ở đâu đấy? Em đang ở ngõ An Thượng Vương anh. Em em ơi, em bị ôm kia đánh không mà. Sao ấy? Bị anh đánh à? Đâu đâu? Ngõ An Thượng Vương à? Ngõ An Thượng Vương à? Ok, bọn anh qua luôn nhá. Đi luôn anh à. Đâu, ngõ đây đúng không? Ngõ đây à? À đây là xe rồi. Đúng không? Xe chín đúng không? Sao lại sáng đèn thế nhỉ? Thảo đây. Em xuống nữa. Xuống đi. Ôi trời ơi, em tôi thế nào đây này? Có máu mê này. Em sao đây? Sao dép dậy thế này? Em bị ôm chưa đánh. Tao máu mê này. Ôi trời ơi, em tôi. Sao thế này? Sao cũng gọi anh ra? Hả? Thế rồi máu mê thì như mình ấy. Ấy, đưa nó đi bệnh viện đây rồi. Đi. Không, có rách đầu không đi không? Thế nào? Sao này xách cái đầu này này. Đi đâu đi một mình thế này. Em chịu mày luôn đấy. Mày đi đâu phải bảo anh nhá. Xe để đấy ra vào anh đưa đi. Y tế khám nó đi bệnh viện xem thế nào đã. Mày đi một mình mày cũng dám đi. Đi để đưa đi bệnh viện đi.
Sao đỡ xe với nó bắt máu ơi. Thế sao dính ra chảy ra nhiều máu này? Đứa nào đánh nhá? Mẹ. À, con Như ấy. Con nhà xanh đúng không? Mày để xong đi đi ra có gặp nó xong em gọi anh đi cùng. Sao máu mê này? Nó gọi em đi một mình ở đây. Ôi trời ơi, máu mê em tôi. Này xem nó có tránh đi. Anh đi ra nhanh bệnh viện để ra không xem nó tránh đâu khâu này. Im ở im nhá. Chịu mày luôn đấy. Chịu em luôn đấy anh em. Xe bắt đấy tí ra đấy sao? Mẹ con này, con em tìm em bắt được rồi em đánh đi. Đi đâu bảo anh em trong nhà đi đi một mình tự ý thế? Anh đi nhanh nhé. Xem nó xem có bị mất máu nhiều không mất đấy. Nó đừng gọi lên, trồ lên nó vào vết thương nó rách ra đấy. Này đi em lấy đi ra ấy cho nó còn rách chỗ nào người ta khâu cho. Khổ xót thần em tồi quá. Đi ra gặp nó mình phải gọi bọn anh đi chứ. Để bọn bắt nạt nó đánh em như này. Có đau lắm không? Chóng đầu. Chóng này mất máu thì ngất đấy. Cố gắng ấy nhá, đừng có nhắm mắt, đừng có ngủ nhá. Thế này mệt tôi buồn ngủ lắm đấy. Sao đến cho bệnh viện này, y tế này. Con đến bệnh viện này anh. Đấy, em mà tìm ra con kia em mà giết nó luôn. Tí em đi tìm luôn. Tí anh trông Thảo ở bệnh viện nhá. Từ từ cho em nó thoải mái đấy, còn xe ô tô nữa kìa. Mày trông để tao đi lấy xe về tí mày muốn đi đâu mày đi. Vâng. Rồi thì đến bệnh viện này anh dừng để cho Thảo xong đó anh trông cho nó em đi tìm con kia. Cái xe đông thế nhỉ. Thì ôi ơi, nãy mình và Phi thì cũng gặp Thảo và đưa đi viện rồi. Thì bác sĩ cũng khám, cũng rửa vết thương các thứ rồi. Thì thấy sức một tí ở tay là chỗ gần trên đầu, gọi là chỗ tai này một tí là nặng nhất. Thì có khâu mấy mũi rồi. May là nó không ảnh hưởng gì đến bên trong các bạn. Còn may là kiểu nó vẫn còn bị thương nhẹ. Nó chảy máu là lúc muộn hai anh em mình ra thì lo quá. Thế chảy máu nhiều sợ. Thì bác sĩ bảo cũng ổn rồi, thì cũng về dịch bệnh nên là vẫn cho phép về nhà. Thì đưa nó đang nằm nghỉ trên phòng ấy, thì bây giờ mình cũng tiện đây và Phi nữa để anh em có điện nói chuyện thằng Chiến xem là cái chuyện này là như thế nào, thì không biết là do nó hay là nó có biết chuyện này hay không các thứ. Biết thì không biết, thì anh gọi được gọi thằng Chiến đi, gọi lôi nó về đây không lôi được nó đâu em ta, đánh hoạt chó từ nó mới có con kia đâu bây giờ nó gây con Thảo như thế này. Alo chị à? Yeah. Mày đang đâu đấy? Em đang ngoài đường. Mày vẫn trúc mặt ngoài đường à? Mày không biết ở nhà xảy ra chuyện gì à hả? Vợ mày người ta đánh cho đi viện về này. Nhưng mà đừng biết tao được. Sợ con gì ra đây nữa. Thì cái con trà xanh của mày đánh nó như con nào nữa? Đứa nào nữa không biết cái gì? Mày nhủ trà xanh đi đánh con Thảo đâu? Mày bảo cái gì? Mày đang ở chỗ nào Chiến? Anh Phi đây, mày đang ở chỗ nào? Mày ở chỗ nào mày nói đi, để anh ra cái anh gặp mày luôn, anh có tí việc. Em ra. Mày nhà mày không, mày không ra đừng để anh đi tìm, anh bắt được mày. Từ mày mới có cái con trà xanh như sau rồi để nó đánh con Thảo đấy. Anh gọi đi tìm em đi. Tối tìm anh tìm nữa. Được rồi, mày thích thế thì. Được rồi. Để thôi, anh ở nhà nhá, em đi đấy. Con mày đánh em mày không biết lo hả? Em lo thì nó làm gì cho anh cho chưa biết rồi. Ok mày thôi. Đợi anh em ta tới mày cứ đợi đấy nhá. Đừng để bắt được thì đúng rồi, cũng thế hết đấy mà đi qua này. Ờ thì mày cứ đợi đi. Này.